không đúng quý vị. Và bây giờ tôi mời bà con nghe ý kiến của một vị khán giả liên quan đến câu chuyện này. Bà con vui lòng cho Đời Thường TV xin một lượt like nha quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Đời Thường TV. Cảm ơn tất cả bà con rất nhiều ạ. Mến chào tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Thì bữa nay tôi cũng tiếp tục quay lại cái câu chuyện Dũng gầm cầu và thấm khờ. Đó, thì các cô chú anh chị thấy không, cái băng nhóm YouTube bá dơ này nè, nó tối ngày nó cứ bu bám lại nhà của Dũng gầm cầu nè, nó đạo diễn nó dàn dựng đủ thứ chiêu trò hết trơn á. Đó, giờ cứ sờ quần lại hỏi con Thắm này là hồi tối nghe đau bụng hả chị, chị Huệ, sao sắp sanh rồi phải không, chuẩn bị đồ hết chưa để đi không kịp à. Trời ơi, mà trong khi đó là cái giấy siêu âm á, là mấy cái hàng YouTube này á, nó hỏi cái con già ngoại á, cái con mẹ vợ của thằng Dũng gầm cầu đó, cái bà này nè, cũng tối ngày bu bám ở đó, lúc nào á, mấy YouTube này quay cũng thấy bà trường cái mặt ra đó, không thì bà nằm võng. Rồi mấy YouTube này nè, đạo diễn cho bà đi quét. Đi quét đi dọn để cho Mạnh Thường Quân cho bà, nói bà quét bà mới xỉu á, cái có người nhảy vô cho nên lúc nào cũng thấy bà ngồi rồi xong rồi nằm. Rồi khán giả người ta bình luận, người ta chửi, cái bắt đầu bà cũng lên bà sân si. Bà nói là bà ra để bà canh, bà chờ cái con Thắm này đẻ đằng bà nuôi bà tiếp, mà trong khi đó cái bầu mới có 7 tháng mấy, 8 tháng gì còn cả tháng 2 tháng nữa, mà cứ ngày nào cũng ra chầu trực đó để mà mồi chài xin ăn. Rồi cái người ta nói cái bắt đầu cũng lên chữ bà ngon, con xuống đây nhà con tôi có quyền tôi ra, tôi thăm cháu thăm con, tôi nhớ con nhớ cháu tôi ra để tôi phụ tiếp với con cháu tôi thế này thế nọ. Mà mấy năm trước là thằng Dũng gầm cầu này nó ăn mày ăn xin là từ mấy năm trước nè. Các cô chú anh chị nào mà có vô xem thì bấm cái kênh của Minh Tân rồi đó, cái băng nhóm của cái đám YouTube hiện giờ đang quay là cũng có mặt bả. Như Minh Tân lúc quay nó đem vịt quay gà quay vậy ha, nó cho cái gia đình của con Huệ ngọng này nè ăn nè, bu là ăn ý như là một cái bầy chó đói, cũng có mẹ già này ăn. Lúc mà thằng Dũng gầm cầu này nó lấy con nhí khờ là lúc đó thằng Sang còn có nhỏ xíu thì mới năm rồi nè chứ không đâu hết á. Rồi bây giờ các cô chú anh chị thấy không, cái thằng Dũng này phải nói chứ nó vô cùng mất dạy, nó ăn mày ăn xin hả, nó chăn dắt giờ nó cứ dựa dẫm vào cái con Thắm khờ này có bầu nè, nó chăn dắt rõ ràng luôn ha. Nó chở con Thắm này đi ra ngoài chùa bữa 14 rằm đó ha, rồi cùng với cái băng nhóm này đi theo quay quay cho con Thắm ngồi đó, ngồi để cái thau ở trước mặt đó, rồi bắt đầu nó đứng nó là nó quay, rồi thậm chí nó đưa cái máy quay cho anh Dũng quay nữa. Trời ơi, anh Dũng nay cũng làm YouTube rồi thế này thế nọ, rần rần rồ rồ, rồi bắt đầu con Thắm bỏ đi vệ sinh, cái bắt đầu anh Dũng chạy lại đứng ngay cái góc cột đang giữ cái thau tiền. Vậy mà nó nói là nó không có kêu, nó không có biểu, tự con Thắm nó đòi đi, nó nhớ ngày nó đòi đi, nó khóc nó đập điện thoại. Nó các cô chú anh chị thấy thử coi cái đám này thử coi phải là nó xạo dốc láo không, nó chăn dắt cái con nhỏ này rõ ràng luôn thì cũng cái thước phim đó nó quay nó đăng lên mà nó trở lại nó nói là những kênh YouTube phản diện này nè ngồi ở nhà bại liệt đi moi móc nói Dũng này dẫn dắt suối con Thắm đi ra chùa xin. Anh Dũng có suối không anh Dũng? Cái thằng này nói thằng Dũng nói suối là nào, tôi không có suối, tự nó nhớ ngày nó đòi đi, mẹ nó không cho đi, nó đòi đập điện thoại nó khóc kể. Mà các cô chú anh chị thấy không, rõ ràng các cô chú anh chị nào vô coi là cái thước phim mà của thằng Lâm An Giang quay lúc bữa 14 rằm đó. Cái băng nhóm này tại sao mà có nhiều kênh phản diện người ta lên người ta moi móc, người ta chỉ trích, người ta vạch trần ra để cho các cô chú anh chị nào mà chưa có vô xem thì sẽ thấy cái bộ mặt ma mị của cái đám YouTube bây giờ này.
đó, cùng với một số khán giả người ta xem á, từ ở trong nước ngoài nước người ta coi, người ta cũng nhận xét á, là một cái gia đình thằng Dũng này là cái bằng siêng ăn nhát làm á, mà trong khi đó chỉ có cái con nhỏ này nó khờ nó mang bầu thôi á, chứ còn thằng Dũng với cái con vợ nó hả đều khỏe mạnh hết mà không chịu đi lao động. Giờ cứ ngày ngày YouTube lại quay cái nó lấy cái vỏ ra nó nè chuẩn bị nè là vài bữa nữa đi bắt ếch bắt nhái này kia sao hả mấy tụi bay hả mấy thằng bay hả mấy cái con già đó hả ngồi nhà chuyên môn soi mói người ta biết tôi không đi làm hả có nằm ở dưới gầm cầu gầm giường không mà nói trời đất ơi đó, các cô chú anh chị thấy không, cái đám này là cái đám mất dạy cùng với cái băng nhóm YouTube nè. Chứ nếu mà làm YouTube mà đàng hoàng á, người ta không bao giờ mà cổ xí cho cái gia đình như cái thằng Dũng cầm cầu này đó. Bắt đầu nó lại nó quay cái nó mớm lời nó đập bình luận lên những cái bình luận mà người ta nói ẩn Dũng làm gầm cầu nè, làm biến thế này thế nọ, cái bào thai đó của anh Dũng gầm cầu, cái nó hỏi người ta nói vậy đó phải không anh Dũng, rồi anh Dũng này nói tôi thề tôi mà có lấy tiền của con Thắm cho tôi đuôi hai con mắt tôi, tôi đi làm hãng nước đá nè, tôi đi bắt ếch bắt nhái nè, mấy mười mấy hai chục năm về trước không có YouTube á, rồi tôi không đi làm mấy gì tôi ăn, có biết tôi có đi làm hay không đi làm thì tao nói cho cái con người của mày ăn, con người của mày là cái thứ côn đồ, thứ mất dạy mày cái dạng mà ăn mày ăn xin mà mày láo xược ăn thà mày ăn mày mà mày làm cho người ta thương đi ha. Hồi mấy năm về trước không có YouTube đó thì mày có ăn mày ha, mày ăn xin ha, là mày sống như kiểu nào thì cũng kệ mày, đâu ai quan tâm tại hồi đó đâu có ai biết về mày. Còn hiện bây giờ có YouTube là ngày ngày nó lỡ nó quay mày ha, nó đăng tải lên mày có làm hay không làm ha, mày có dẫn dắt con Thắm đi ra chùa xin ăn hay không là mấy YouTube này nó đều quăng lên trên cộng đồng ha, người ta thấy thì người ta có quyền người ta phân tích, có quyền người ta soi mói ha. Mày là đầu cái dạng côn đồ, cái thứ mất dạy, cái dạng ngu ngốc mày bị lên mày chử người này mày chử người kia mày sân si rồi mày thách thức xuống đây đi, xuống đây ta đãi cho ăn. Ai mà đi tới cái gầm cầu dơ bẩn đó, gầm cầu đó là dành cho cái thành phần quá dơ như cái gia đình của mày mà tới đó. Còn người ta ngồi ở nhà là người ta thấy cái gì cái kênh vô mấy cái kênh YouTube bấy giờ này nè nó quay nó đưa lên thì người ta coi, người ta nhận xét là người ta thấy không có cái hoàn cảnh của mày là không có đúng, không có đúng là chịu khó đi làm. Bây giờ cứ trông chờ vào cái con nhỏ khờ này nè để mà Mạnh Thường Quân ta cho để mà cán giọng thì người ta có quyền người ta lên người ta phán xét, có quyền người ta phân tích. Phải chi mà mày ăn mày mà mày đàng hoàng mày hiền thì người ta không có soi mói. Còn đằng này ai người ta cũng nói là cái bầu thai đó là của mày. Nếu không phải của mày tại sao cái kênh Minh Kha người ta qua người ta giúp đỡ, cái kênh của Minh Kha người ta làm đâu rõ ràng đó ha, người ta muốn giúp cái hoàn cảnh của mày người ta phải tìm hiểu cho rõ ràng. Bắt đầu người ta kêu mày là muốn minh quang, muốn chứng minh là mày có đi thiến hay không thì cũng chính con vợ mày nó la lên, nó nói là mày thiến này lâu rồi, tao chính cái miệng mày cũng là thiến lâu rồi, tao có coi cái thước phim của Minh Kha quay ha. Cũng chính đó là vợ chồng mày nói quay nói là thiếu hơi. Bắt đầu Minh Kha nói nếu mà muốn xác minh, muốn tìm rõ sự thật thì đi bệnh viện kiểm tra. Cái bắt đầu mày khai ra mày nói là không có thiến gì hết trơn tại cái kênh của cái anh Thanh Phương gì đó, anh kêu nói như vậy đó để cho khán giả người ta cho tiền. Tôi coi là vợ chồng mày
có cái vẩn khúc gì trong cái bầu của con thắm này nên mà nói như vậy, mà nghe theo cái kênh đó. Ví dụ mình là người trong sạch thì người ta xúi như vậy cũng không nên. Tôi không có gì hết trơn, tôi không phải nói dốc nói ẩu. Nó đang là tự mình giặt cái áo ra cho người ta xem đó. Rồi người ta nói bắt đầu lên chữ thế này thế nọ. Bởi vậy á, cái lũ của tôi bay là cái đồ lũ phải nói chứ hả. Đó. Có gian mà không có khôn. Đó. Chỉ có cái tài hung hăng hung dữ lên chữ người này chữ người kia để phá lấp cái câu chuyện. Ăn mài ăn xin mà không chịu ăn mài ăn xin. Ngày ngày cứ dàn dựng bu lại quay ra đi làm cái này đi làm cái kia. Tôi không đi làm hả, này mấy năm nay hả tôi cũng có tôi ăn. Mạnh Thường Quân ngày nào cũng đem lợi hả cho tôi nè, bởi vì đi phê ra toàn là ăn mày ăn xin xong chứ có làm mẹ gì đâu. Bởi vậy hả, đồ cái thứ không phải nói chứ côn đồ cái thứ mất dạy ăn rồi giờ cứ ngồi đó chờ con thắm mẹ đẻ để mới YouTube này nó quay để cho hả Mạnh Thường Quân người ta cho để có cán giọng. Còn cái đám YouTube bây giờ này các cô chú anh chị thấy không, nếu mà những cái người mà ta làm YouTube mà đàng hoàng có cái tâm có đạo đức đó, người ta không bao giờ mà dàn dựng, người ta tìm hoàn cảnh nào khổ thật sự mà người ta cũng phải xác minh cho rõ ràng người ta mới giúp. Còn đằng này nó chiêu trò nó dàn dựng để mà nó gạt cộng đồng, nó gạt những Mạnh Thường Quân mà nhẹ dạ cả tin để mà cho nó. Rồi cho cái trường hợp cái nhân vật đó rồi cũng cho nó tiền xăng tiền xe thế này thế nọ rồi tiền like tiền view của nó vậy mà người ta lên người ta nói cái nói ăn chia chỗ nào ăn chia chỗ nào lấy bằng chứng ra, ăn chia là cái bằng chứng là tụi bay đạo diễn tụi bay dàn dựng tụi bay mồi chài rồi bắt đầu tụi bay có like có view tụi bay đem tiền lại bay chia cho thằng Dũng bay, cũng như chẳng hạn bay mướn thằng Dũng nó đóng phim thì đó là ăn chia đó. Trời đất ơi, đúng là cái đám YouTube này phải nói chứ giờ nó mọc lên như nấm mà những cái thằng làm YouTube này nó đâu có học hành gì đâu nên nó thấy bây giờ làm YouTube này mình lên mình nói dốc nói ẩu mình gạt Mạnh Thường Quân nhiều khi những cái Mạnh Thường Quân đó người ta ở xa người ta đâu biết mình lên mình nói dốc nói ẩu mình than mình khóc mình đạo diễn cái người ta không biết người ta cũng cho không nhiều người cho cũng có ít người cho cũng kiếm ăn kiếm giọng được đó. Chứ còn những cái kênh làm YouTube người ta đàng hoàng người ta có cái tâm nữa, người ta đi quay người ta còn phải xác minh đi vòng vòng ở sớm người ta xác minh chứ không phải như cái đám này toàn là nó bu vô nó cổ xí nó dàn dựng. Anh Dũng chừng nào đi 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 đặt bắt nhái ếch rồi thế này kia bắt lần mấy chục ký rồi tùm lum hết rồi bắt đầu nói chữ nói người ta đi làm người ta đi bắt này vài bữa nè vài bữa đi xuống đây đi rồi đi theo anh Dũng bắt cho coi coi YouTube đầu đất đầu tàu hũ không mày bắt không bắt thì kệ mẹ mày. Nhưng mà người ta thấy đưa lên những cái thước phim dàn dựng cứ tối ngày lấy cái rổ mới mua về lấy kẽm lấy đồ cắn môi móc lạng qua lạng lợi là nói tôi đi làm gì mà nói tôi không đi làm có núp ở dưới gầm giường gầm đồ không này kia nhà mày ta thấy không có giường chỏng gì hết có cái vạt đó mà mấy ngày nay hay kêu dòng họ cháu chắc chị em cái bà chị hai gì dưới sông chứ suối dưới ghe gì cũng bu rồi đó rồi lên nói thiên thơ bà bóng nói khai ra hồi đời cứu lai cứu lỉ má tôi chết gì nói tùm lum tà la rồi trơn rồi tự nhiên cái nhận có cái bà gì ở bên Mỹ vợ cô gì điện thoại về cho con gặp một lần thế này thế nọ con không phải con ham tiền Mỹ của gì đâu con muốn gặp mặt gì trời ơi nghe nói Việt Kiều nghe nói Mỹ là bắt đầu là nhận là mẹ rồi ba hồi cái trở lại cái nhận là gì gì cũng như mẹ bà không có giúp tôi bà giúp người ta không mà bà còn nghe lời người ta bà chữ tôi trời ơi không biết nhục ra đứng ngay cái chỗ ông Thấm ngồi
bắt đầu hả thấm bỏ đi vệ sinh, cái bắt đầu đứng đó giữ cái thao tiền, cái xong cái bắt đầu hả sợ người ta thấy làm sao, bắt đầu hả lấy cái giỏ nhận tiền vô. Trời ơi cái mặt hả trơ trẽn mà hả không biết mắc cỡ, còn nói hả là tôi không có xúi nó tự nó nhớ ngày nó đi. Cái đám YouTube của tụi bay hả dẫn dắt rồi ra đó bu lại quay rồi đứng đó hả phỏng vấn thằng Dũng thế này thế nọ hả, là những cái thước phim nó tụi bay đăng lên là người ta thấy rõ ràng luôn, mà trở lại nói là người ta moi móc hả nói xấu nói quan nói ức. Trời đất ơi, đúng là cái lũ hả YouTube mà hả, không có học vô học hả? Ai mà bình luận cái bắt đầu cái là nó vô nó đập bình luận cái nó xúi Dũng này chữ ăn mày ăn xin mà hả tỏ vẻ ra là mất dạy. Tôi đâu có cần cho ông Thắm chứ đâu phải cho tôi đâu, tôi không đụng vô tiền của ông Thắm, tôi mà lấy tiền của ông Thắm tôi xài hả cho tôi đuôi không mắc đó. Mà mấy bữa ngồi đang cái giỏ để đi bắt hết á, Thắm cho ba 20 đặng mua cái gì. Trời ơi mày với con vợ mày giờ là bám vô cái bầu của con Thắm á, giờ trong từ ngày từ bữa cho con Thắm nó đẻ ra cái đám YouTube này nè nó bu lại nó quay ha, cái rồi có Mạnh Thường Quân cho rằng hai vợ chồng của mày hả cán mà nuốt. Rồi cái con mẹ già và vợ cũng vậy, thờ đất ơi đó, còn khỏe mạnh mà hả cũng có nhà có cửa, mà không ở nhà cứ lúc nào hả thấy YouTube này quay là cũng có ngồi đó ăn ha, mấy YouTube này mua lại cho cán giọng cái cũng ngồi đó hả, bốc lẫm rồi xong rồi lên giọng nằm hả, rồi không mấy YouTube này nó đạo diễn cho đi quét đi đi dọn. Nó trời ơi bà ngoại hả tội nghiệp bà ngoại ra nấu cơm nè, bà ngoại ra hả dọn dẹp quét sạch sẽ vậy mà cũng có người chữ, đúng là một cái gia đình không không phải nói chứ hả. Bên thằng Dũng cũng hả dạng hả ăn xin ăn mài rồi con mẹ và vợ cũng vậy mà không biết nhục. Chữ tôi là không được, chữ tôi là không được, không được mà làm gì người ta coi bình luận là ai người ta cũng kêu con mẹ già này mẹ già kia ăn rồi tối ngày treo lên cái giọng đó. Nhà tôi hả con tôi hả cháu tôi muốn ra tôi nằm tôi làm gì tôi làm, tôi thương con thương cháu tôi ra đây hả tôi chờ Thắm nó sanh đặng tôi phụ tôi tiếp này nọ, mà trong khi đó hả cái bầu mới có 7 tháng mấy mà súng hả cả bầy cả lũ cứ ngồi đó lại đó hả cái đám YouTube này cũng vậy. Thắm đau bụng hả hả chị Huệ rồi tối này đau bụng hả ngủ không được hả, từ hèn chi giờ thấy bơ phờ trời đất ơi. Giờ cái đám YouTube này nè tâm con Thắm đẻ ha nó còn hơn nó tâm má nó đi chợ để nó bu vô nó quay đặng kiếm ăn đồ cái thứ không biết ăn cái like cái view mà bị hả cộng đồng người ta chửi hả như con chó dòi mà không biết nhục, còn lên sân si chửi lại hả người này chửi lại người kia. Rồi thôi cô có chút ý kiến nói về cái gia đình xin ăn nhát làm này với cái băng nhóm YouTube bá dơ này để chia sẻ lên cho cộng đồng người ta biết cái bộ mặt cái đám YouTube này cho người ta tẩy chay nó. Dạ rồi ok cô.